Ai cũng có đam mê của riêng mình, thế nhưng người biết điều tiết những cuộc vui vì gia đình, vợ con, đó mới là người đáng trân trọng. Chị, đi đâu anh hả? Thôi, tao không đi đâu. Giờ chừng nào vợ tao cho đi, tao mới dám đi mày ơi. Gì? Mày nói tao sợ vợ hả? Mày nói đúng rồi đó. Không sợ vợ, không sợ, sợ mày hả? Anh thấy nhau nha, lòng thật mày à. Bình yên khi ý trời mang đen. Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi. Mọi chuyện cứ để đó, có anh lo sang nhà và xa thưa. Có với chầu làm quà đưa, ngày bước lên xe hoa, anh hát câu ca đưa em về nhà. Thương em mãi đến khi già. Hello anh em. Hello bạn. Chào. Sao bữa nay sớm quá vậy? Hey. Dạ, em chào mấy anh. À, chào em. Chào em. Ê, gà, này gan dữ ta. Này đi đá banh dẫn vợ theo luôn trời. Gan gì mày? Không phải bữa nay đâu. Bất kể từ đây về sau, tao đều dắt vợ tao theo hết. Ủa, nay tóc dài nhanh vậy? Giống bữa tóc ngắn mà. Mày điên quá, bữa tóc vàng. Ê, tụi bay nói gì vậy? Vợ chồng tao mới làm lành nha, không có đốt nhà nha mấy quỷ này. Trời ơi, gà, mình đàn ông mà bữa nay cũng có cái tật sợ vợ nữa hả? Mày hay lắm. Tụi bay mới mốt có vợ đi rồi biết, rồi ai sợ ai ha. Mà nghe anh em nói hôm nay đá xong mày mời anh em đi nhậu đúng không? Rửa vụ hai vợ chồng mày làm lành đúng không? Ơi ơi, ai nói với tao không có nói rồi nha. Thôi được rồi, hôm nay á vợ chồng em á sẽ chiêu đãi mấy anh một bữa hoành tráng, ok không? À, nói vậy em, nhưng mà với một điều kiện nha. Trời ơi, điên cái điều kiện gì cũng được hết á. Nhậu là ok à? Đơn giản thôi, là mấy anh phải nhậu hơn em mới được đó nha. Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sư tử Hà Đông, vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tố phong ba, vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay, vợ là áng mây bay làm lòng anh